mới ngủ vậy nó đá nó đúng rồi. Ngủ thì nó quên đá chứ mới ngủ vậy nó đá. Biết ngay rồi. Đâu ướt đâu. Đâu có ướt gì đâu. Ướt cái khăn của nó mà lụm lên. Cái xà bông của mình đâu có ướt đâu rồi lấy quăng vậy. Mẹ nói cho anh nãy. Nhớ bà ngoại. Bà ngoại nói mà, bà ngoại nó chuẩn bị cái sắp đá rồi. Ướt có hiểu không? Không đổi là ướt. Sao nãy bà ngoại nó ướt giùm con? Của nó mà. Rồi khăn của Bella không có được không bị ướt ha, khăn xà bông của Bella không bị ướt. Cái váy của người ta mà lấy. Vui quá ta. Chào cô hai đi. Trời ơi, cười nấc nước nấc. Thấy thương không cười. Bella nó cười giòn không con, nó cười dễ thương không con. Sao Bella thấy em Bella lại gần Bieber đi, quay hai đứa đi. Đi lên ngồi đi, quay phim hai đứa. Lại gần đi, quay hai đứa luôn. Chỉ có lúc ở trường là đẹp nhất đó. Đá con cu ngăn qua lúc nào cũng đá người cái bụng. Phải gửi áo ra vậy. Dính nước đáy. Cái đáy cu nó búng lên trời nè. Con bữa nó búng vô mặt má nữa. Đáy gì mà búng vô mặt không? Kỳ cục quá. Xong rồi, có chắc là đáy nữa không? Bella thương Bi Ba không con? Bella thương Bi Ba không? Con trai trời đó. Trời chút mày tắm. Ai tắm trước, chút ai tắm trước. Bi Ba tắm trước nha. Ngày nào đó nó cũng bắt thằng này tắm trước hết rồi. Chứ ai tắm trước? Ai tắm trước? Con nó quýnh cho bác gì bệnh? Bây giờ là con nó quýnh tới tôi. Người mất cờ luôn. Cái mặt dịch là giận lên kìa. Bảo vệ em ha, Bella bảo vệ em ha. Bella thương em, Bella xót lòng chứ coi đâu. Trời đá cậu tí tì kìa, có chừng đá trúng giường đau chân con đó nha. Nó giỡn. Bella xót lòng mà, Bella xót ruột. Ôi bình Mỹ là kìa, bình xót bắt khổ kìa. Xong thương. Nó thương nhất luôn à. Còn không, tao quýnh á, còn không, nói chậm. Ờ, trúng mặt em á. Nó giỡn á. Ủa mày đang dậy chưa mà. Em. Nó nằm đi tí. Kệ đi, để ngồi đi. Ê, có đứa ngồi bóng cu kìa. Xấu xà. Con dọc cu chứ bố. Lúc nào cũng ở chuồng vô con cu ra hết trơn á. Tại sao nó dọc cu? Ừ, nó dọc thôi. Nó dọc cho con dọc cu nó bự. Tại vì cái tay nó vừa tầm, nói đi, tay nó vừa tới đó, nó thò, nó bốc đại, nó biết gì. Trời, nó mới mua vậy mặt nó dễ thương quá à. Chị em ơi, hành hạ nó đi. Quay cái mặt nó coi. Thì nó vào ngoài quay cái mặt nó. Rồi, đi la lên nằm luôn, hai đứa. Đó, quay hai chị em luôn, hai chị em luôn, ui, đã quá à. Bella với Bi Bo đẹp trai đẹp gái. Nghe giống bài vậy đó. Thôi nằm đây. Bella nằm đây, rồi ngoại nằm đây, lẹ lên, có dưới ngoại, lẹ lên. Đó, nằm xuống như vậy đó Bella. Nằm xuống, ôi trời ơi, thương em kìa. Nằm hôn em kìa. Nằm hôn tay em kìa. Sao nằm đè chúng tay em mà con? Ừ, hai đứa nằm giỏi quá. Ê, có chừng, tay, có chừng sao đè chúng tay em? Ờ hả. Mẹ thân giá, nằm với thân giá, nhẫn nè. Đứng. Ờ, nó muốn lạch lên kìa, nó muốn lạch lên kìa. Cái này muốn lạch, ấy à, nó đẩy nó muốn lạch. Người ta không cho nó lạch mà. Con cho mà, con cho nó lạch. Phải cho nó lạch chứ. Bà la con gái nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, ai mà cứ la hét hoài vậy. Nghe la mới trồn ghê, nó nghe la. Chị em mình đi chơi á, chị mình đi xem đi chơi á. Cười kìa, bà la nó cười kìa con. Hoài mày.
chuẩn bị gửi cho bác ba rồi đó. Gửi cho nó đi, nó nhớ tội nó.